Chiều ngày 26 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai phong trào thi đua yêu nước với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả, kịp thời. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch và các phong trào thi đua thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Trong năm, các phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực đem đến nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, công tác xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đến nay đã vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Phong trào thi đua bảo đảm an sinh xã hội được triển khai rộng khắp, gắn liền với các cuộc vận động, giúp huy động hàng trăm tỷ đồng để chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, các trường hợp khó khăn, hộ nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua các phong trào, có 16 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng, 4 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 207 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua, bằng khen và hơn 5.000 tập thể, cá nhân, hộ gia đình đã được khen cấp tỉnh. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý thời gian tới tiếp tục đổi mới phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong tổ chức các phong trào phải đề cao, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh, phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cấp tỉnh cho 58 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu phong trào thi đua của cụm khối năm 2023.